Năm vật tránh ma tháng cô hồn ai cũng nên có để cả tháng được may mắn, bình an. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch cũng là tháng xá tội vong nhân. Người Việt Nam thường sắm cỗ cúng cô hồn để không bị chúng quấy phá. Ngoài ra, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy xua đuổi tà khí dưới đây. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là tỏi. Trong dân gian, người ta tin rằng tỏi có thể làm giảm tinh khí của linh hồn. Đây là vật trừ tà rất phổ biến. Nhiều người tin rằng trong tháng cô hồn, bạn nên mang theo người một ít tỏi khi ra ngoài để được bình an, tránh tà ma đi theo. Thứ hai là muối. Theo quan niệm của dân gian, muốn trừ tà, hãy xin túi muối và để muối ở bên mình. Mỗi khi ra ngoài, tránh được tà khí và xui xẻo. Nhiều người còn tin rằng muối có thể xua đuổi tà ma, đem lại may mắn. Vì vậy, họ còn rắc muối ở trong nhà và trước cửa nhà. 3. Đậu xanh. Theo dân gian, đậu xanh là thứ mà các thần tiên trên trời ăn. Thế nên, sau khi thấy nó, ma quỷ sẽ nghĩ đến thần Phật mà sợ rồi bỏ đi. Vì vậy, có quan niệm cho rằng, sau tháng 7 âm lịch, bạn nên mua một ít đậu xanh rồi mang bên mình để khiến cho ma quỷ sợ hãi, không dám đến gần, tránh được tà. Thứ tư, ngải cứu. Xưa kia các cụ rất hay trồng ngải cứu quanh nhà với quan niệm sẽ xua đuổi được những điều không may mắn, tà khí cho gia chủ. Thế nên là một trong những vật trừ tà nên mua mang bên mình khi đi ra ngoài vào buổi tối, những ngày rằm, ngày mùng 1 và tháng cô hồn để vận trình suôn sẻ, tránh được âm khí nặng nề. Thứ năm, bật lửa. Theo quan niệm xa xưa, lửa là cội nguồn của sự sống, tượng trưng cho sự ấm no, hạnh phúc. Vậy nên vào những ngày rằm mùng 1, nhiều người kiêng không nên để tắt lửa trên bàn thờ, tránh trường hợp nhà bị hết củi, hết ga. Cũng vì lẽ đó họ cho rằng đó là dấu hiệu của sự xui xẻo khi yếu tố hỏa bị lụi trong nhà. Do đó, việc mua một chiếc bật lửa trong tháng 7 âm lịch sẽ tăng thêm hỏa, giúp cho chủ nhân được may mắn, suôn sẻ. Thời gian và lễ vật cúng cô hồn chuẩn nhất cho tháng 7, nhà nên biết. Thời gian và lễ vật cúng cô hồn chuẩn nhất cho tháng 7. Đối với người Việt Nam, cúng cô hồn là một nghi lễ tâm linh không thể bỏ qua. Đây là nghi lễ truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác. Theo quan niệm của người Việt, mỗi một con người cần có cả phần hồn và phần xác. Khi con người chết đi, phần hồn vẫn còn tồn tại. Phần đó có người được đầu thai sang kiếp khác, có người là bị đẩy xuống địa ngục, hay có người làm quỷ đói quấy nhiễu dương gian. Chính vì vậy, ngoài việc cúng Phật, cúng thần linh, cầu siêu cho gia tiên, người Việt còn có lễ cúng cô hồn, bố thí cho các cô hồn khi tại thế, thất cơ, lỡ vận, không nơi nương tựa, chịu nhiều oan trái trong xã hội, chuẩn bị lễ cúng cô hồn. Để chuẩn bị cúng cô hồn, bạn hãy chuẩn bị những đồ sau. Muối gạo một đĩa, cháo trắng nấu loãng 12 bát nhỏ, hay là cơm vắt 3 vắt, 12 cục đường thẻ, quần áo, giấy, tiền vàng, bạc, mía, để nguyên vỏ, chặt từng cúc độ 15cm, bánh kẹo, tiền mặt, tiền thật và các loại mệnh giá, bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, hoa quả 5 loại 5 màu ngũ sắc, nước 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ. Sở dĩ mâm cúng cô hồn không thể thiếu trà loãng vì dân gian truyền miệng rằng những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp nên không thể nuốt được thức ăn thông thường. Các gia đình khi cúng cô hồn không nên cúng xôi gà, nên bày lễ cúng ngoài trời. Muối và gạo sau khi cúng xong phải giải xuống đường, mang ý nghĩa tiễn cô hồn đi. Cúng cô hồn vào thời điểm nào là thích hợp? Để người dân thực hiện việc cúng lễ rằm tháng 7 thế nào là đúng đắn nhất, Cố Đạo Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã từng dạy rằng ngày rằm tháng 7 không phải là ở chỗ mâm cao cỗ đầy mà ở thái độ lương tâm của mỗi người. Riêng việc thiết lập mâm lễ cúng cho những cô hồn chưa siêu thoát thì nên thực hiện vào buổi chiều tối. Mâm lễ cúng cô hồn nên đặt ngoài sân, không đặt ngoài bậu cửa. Nếu không muốn cúng cô hồn tại nhà, có thể cúng tại chùa. Lưu ý việc cúng rằm tháng 7 tại tư gia nên thực hiện theo các khóa lễ sau. Cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, cúng bố thí cô hồn và phóng sinh. Cách mời vong đi sau khi cúng cô hồn xong, nhiều gia đình mời cô hồn về nhà để cúng chúng sinh. Nhưng khi xong nghi lễ, không biết mời đi nên cô hồn vẫn luẩn quẩn trong nhà, quấy phá gia chủ. Vì vậy,
sau khi nghi lễ cúng xong, các gia đình nhất định phải phải gạo, muối ra sân, ra đường và đốt vàng mã. Việc cúng bái kiêng kỵ thì gần như là đất nước nào cũng có, dù là nước tiên tiến hiện đại nhất, kiêng ở một góc nào đó giúp con người có được vững tâm. Từ xưa đến nay, cho văn hóa, tâm linh của dân tộc trên thế giới đều có những tập tục nhằm có được may mắn, tránh vận xui rủi. Tuy nhiên, không nên sa đà vào mê tín. 12 điều dân kinh doanh nên biết để tháng 7 cô hồn hết đen đủi mà còn làm ăn thuận lợi. Nên làm gì trong tháng cô hồn để kinh doanh thuận lợi? Theo quan niệm dân gian, tháng 7 cô hồn, ngày ma quỷ được tự do trở về dương thế. Vì vậy, bạn nên biết những kiêng kỵ trong tháng cô hồn và những điều nên làm. Vì sao tháng 7 được gọi là tháng cô hồn? Theo quan niệm dân gian, người Việt quan niệm tùy theo việc khi còn sống mà làm, người mất sẽ được đầu thai kiếp khác hay bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí lang thang quấy rối người thường. Việc cúng cô hồn không chỉ để khỏi bị quấy phá, mà muốn làm phúc, giúp cho những cô hồn có một ngày được no nê, đỡ tủi phận. Đó là ý nghĩa mang tính nhân văn rất cao cả trong văn hóa Việt, cũng như quan niệm về ngày xá tội. Dù đã gây ra những tội ác gì trong quá khứ, chịu trừng phạt, quả báo cũng sẽ có một ngày xá tội để đỡ cơ khổ và đau đớn. Theo quan niệm đạo giáo, dưới góc độ đạo giáo thì tục cúng cô hồn bắt nguồn từ tích cổ Trung Hoa. Truyền thuyết dân gian cho rằng, từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở cửa quỷ môn quan, đến rằm tháng 7 thì thả cửa để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc, các ma quỷ lại phải quay về địa ngục. Do đó vào tháng 7 âm lịch, người ta quan niệm trên dương thế có rất nhiều quỷ đói nên phải cúng cháo, gạo, muối, hối lộ cho chúng để chúng không quấy nhiễu cuộc sống bình thường. Ở Trung Quốc, việc cúng cô hồn được thực hiện vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, còn ở Việt Nam, thời gian này kéo dài 1 tháng. Theo quan niệm của Phật giáo, trong Kinh Phật có một câu chuyện liên quan đến tháng cô hồn. Tương truyền, một đại đệ tử của Đức Phật là Đức Ananda một buổi tối đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ, quỷ đói, người gầy quắt, cổ dài, miệng nhả ra lửa bước vào nói rằng 3 ngày nữa Ananda sẽ chết và cũng sẽ trở thành quỷ miệng lửa như nó. Quỷ nói nếu muốn tránh thì ông phải bố thí cho lũ ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộp đồ ăn và cúng xương tam bảo giúp chúng tôi tái sinh trên cõi đời thì trên đời ông cũng được tăng thọ. Tôn giả Anan đã đem chuyện này nói với Đức Phật. Phật bèn làm một bài chú đem tụng trong lễ cúng tam bảo để cầu siêu thoát cho quỷ đói miệng lửa. Về sau dân gian hiểu rộng ra thành lễ cúng và cầu phúc cho vong nhân. Nói chung, lễ cúng dường như đã trở thành một tục lệ thể hiện lòng kính trọng, vị tha của người còn sống đối với người đã khuất. Dù trước kia họ có làm nhiều chuyện sai trái cũng được tha thứ, mở lòng từ bi. 13 điều nên làm trong tháng cô hồn. Cúng vào bất kỳ ngày nào trong tháng, bạn có thể làm lễ cúng cô hồn, nhưng nếu vào ngày mùng 2 và ngày 16 âm lịch thì càng tốt. Để tỏ lòng thành của chính mình, các gia đình thường cúng nhiều đồ trong tháng cô hồn, thăm mộ phần của người thân trong tháng cô hồn, trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền nơi lưu giữ các hũ hài cốt, vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của người âm. Đây cũng là một dịp để con cháu tưởng nhớ những người đã khuất. Lưu ý có người giật đồ cúng, trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có người tranh nhau giành giật đồ cúng từ trên tay bạn thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng khỏi tay. Nếu bạn giật lại thì hậu quả nhận được sẽ là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà có người trầu trực để giật đồ, đó là tín hiệu tốt. Hạn chế sát sinh động vật. Ngày này, hạn chế sát sinh các con vật bởi theo quan niệm dân gian, nếu sát sinh nhiều trong tháng này, bạn có thể bị quỷ quấy nhiễu. Cúng xe ô tô. Ngày rằm tháng 7, bạn nên cúng xe ô tô, dù có kinh doanh hay không kinh doanh. Điều này có nghĩa là cầu mong việc đi lại sẽ gặp nhiều bình an và may mắn, nên ăn chay. Vào ngày rằm tháng 7, bạn nên ăn chay để tránh điểm sữ. Bởi trong tháng cô hồn, bạn nên hạn chế sát sinh động vật để tâm hồn được thanh thản, làm điều phúc. Tháng 7 cô hồn là tháng mà bạn nên làm điều phúc. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế những điều không may, không sợ quỷ đói quấy nhiễu. Trong tháng cô hồn, nên giữ tâm trong sạch, đi chùa cầu bình an, tụng kinh. Nếu biết tụng kinh thì nên duy trì tụng chú đại bi, chuẩn về Vu Lan báo hiếu hay địa tạng. Ăn nói nhã nhặn. Tháng cô hồn, bạn nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay trong bạn bè, đối tác, tránh xích mích có thể xảy ra hay xung đột. Tránh xung đột,
Tuyệt đối tránh các cuộc xung đột bởi vì sẽ khiến tâm của bạn không được tịnh, dễ sa vào tham, có cuộc xung đột có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Cứu người gặp nguy cấp. Bạn nên cứu người khi gặp nguy cấp. Việc cứu người khi họ gặp nguy cấp là việc nên làm, nhưng nó càng có ý nghĩa hơn vào tháng 7 âm lịch. Nên đi chùa. Vào ngày rằm tháng 7, bạn nên dành thời gian để đi chùa chiền, thắp nhang cầu sức khỏe, cầu siêu, mong một tháng mới bình yên, có được sự may mắn. Dùng bột trừ tà. Khi các bạn cúng cô hồn xong, thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7, nên dùng bột trừ tà, tiêu khử, tránh trường hợp âm hương linh phảng phất vào, tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà mình tụ lại ở đó. Đồng thời vào đầu tháng 8 âm lịch nên dùng bột tẩy uế tẩy hoàn toàn căn nhà của mình, có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà. Quý vị thân mến, vừa rồi kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cùng quý vị những cách để tránh vận đen xui rủi trong tháng cô hồn và cách để gia tăng may mắn trong thời gian này. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.